Dạ, Công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay tôi mời cô chú anh chị đi lưu chỗ em Hậu ha. Mai dấu ghim cây tàn tròn đều. Mình chia sẻ cô chú anh chị ha, mình đã thấy rồi, cây rất là tròn đều nha. Tàn kính. Cây cà thấp. Rồi mình vô clip để cô chú mình xem ha. Rồi, chào chị Hậu ơi. Dạ em chào ạ. Em chào biết cô chú anh chị gần xa đã vừa những clip vừa qua đã ủng hộ em ạ. Hôm nay em có giao lưu với mình 22 cây mai giảo Thủ Đức ạ. Rồi, số điện thoại giao lưu. Số điện thoại giao lưu của em là 0907277974 ạ. Quý cô chú anh chị gần xa coi xem ý cây nào giao lưu với em, liên hệ với em ạ. Rồi, cây tàn bự. Rồi, cây số 1. Mít luôn ha. Chia cành đều. Đều kính mít luôn, đẹp luôn. Mướt luôn ha. Chia cành quá thấp luôn. Hoành 21. Xương đều ha. Tháng ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Quá trời, xương đều luôn. Một cốt luôn. Cây số 1 em giao lưu 2 triệu. Đi chậm chậm. Quay vòng nữa đi ha. Bao ship không? Em bao ship 300 km à. Dạ, bây giờ phí ship nó hơi cao á với cô chú anh chị gần xa thì xa quá thì thương lượng với em ha. Đây rồi, phép đó cây ha. 2 triệu cây số 1. Bao ship 300 km. Rồi qua cây số 2. Cây số 2. Rồi, tặng không một cốt luôn ha. Chi cành nó cũng điệu nha. Kính. Cây rất là sung. Biệt là chi cành rất là thấp. Hoành 18. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Ở số 2 em vô lưu 2 triệu. Rồi 2 triệu cây số 2. Tàn tròn. Cây rất là sung ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Để cô chú anh chị mình xem có nghĩ cái nào liên hệ tiếp chỗ Hậu ha. Cây đẹp. Mã số 3. Cây sung. Lá cũng sung luôn. Tàn tròn đều. Đặc biệt không một cốt ha, cây này sung ha. Mướt luôn. Hoành 20. Chi cành cũng thấp luôn. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 3 em cũng giao lưu 2 triệu. Vậy xương kính mít luôn ha. Dạ. Rồi phép đổi cái luôn. Tiếp qua cây số 4 ha. Cây số 4. Cây rất là xanh mướt. Tàn kính đều. Chỉ cành rất là đều, xương nó ra đều luôn ha, ra sẵn luôn. Chi cành thấp không, cây nào cũng vậy ha. Lâu đợt này kia chi cành rất là thấp. Hoành 23. Xương đẹp ha. Ngang 1,5 m. Cao 1,7 m. Mã số 4 em giao lưu 2 triệu. Em bao ship 300 km ạ. Còn chăm xa nữa thì mình thương lượng ha quý cô chú anh chị. Tại lúc này cũng phí nó cao quá. Quý cô chú anh chị xem được cây nào ưng ý liên hệ với em ạ. Rồi phải đổi cây quay chậm chậm chút xíu, hơi nhanh. Okay. Cây trong mặt. Rồi tiếp tục. Cây số 5. Cây số 5. Cây lùng mà tàn bự đều. Chi cành thấp. Tàn đều. Vàng xương lực ha. Giảo ghim ha quý cô chú gì bạn. Tàn kính đều ha. Chú chị em thích loại lùng này, không cái này. Tàn bự lắm. Hoành 20. Quá xinh. Ngang 1,5 m. Cao 1,5 m. Mã số 5 em giao lưu 2 triệu. Cái này lùng lực. Tàn dù ha. Tàn đa. Chứ rồi phép đó cái luôn. Rồi mã số 6. Tiếp qua cây số 6. Là
đồng giá 2 triệu cho quý cô chú anh đây chị. Đây bạn cũng kính mít luôn ha, không thấy bên kia. Dạ. Lô này đợt này cái chi cảnh rất là thấp mà cây đang xanh tốt ha. Bông thì 7 đến 12. Hoành 19. Lá ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Nhìn xương quá đẹp ha, đều quay chậm chậm ạ. Mã số 6 em giao lưu 2 triệu. Tràn kính mít luôn ha. To đực. Rồi mã cây số 6 giá 2 triệu bao ship luôn, 300 km. Mã số 7. Tiếp theo là cây số 7. Cái này cũng vậy luôn ha. Tràn kính đều. Chi cành rất là đều ha. Phân phối nhìn kẻ rất là đều ra. Thì vườn chăm rất là đẹp. Cái chậm chậm quá nhanh quá nhìn nó cái này. Ngàn xương rất là đều. Đúng rồi quay vậy. Chi cành quá đều luôn. Rồi đo thông số luôn. Hoành 20. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Mã số 7 em giao lưu 2 triệu. Dạng xương kính mít đều, một cốt, chi cành đều, vàng tròn, do luôn. Không chống nha. Rồi phép đổi cái luôn. Thì cô chú mình xem hộp nhãn nào hay tiếp cho hậu ha. Cây số 8. Dạo ghim từng chậu này đang thông. Mã số 8 thì rất là xanh mướt luôn, nhìn ở ngoài thấy ghiền luôn. Hoành 19, đặc biệt chi cành rất là thấp, lá ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 8 em giao lưu 2 triệu. Xương đều luôn ha. Lô rộng, cây đẹp, tàn đều. Tàn kính một cốt. Rồi phép đổi cây luôn. Mã số 9. Tiếp qua cây số 9. Tàn thông một cốt luôn đó ha. Tàn cũng kính mít luôn ha. Chỉ cành đều. Dạng xương đều luôn á, chi cành đều nè, khít luôn, kẹo luôn, chi cành quá kẹo. Lô này đẹp. Hoành 16. Nó ngang 1,5 m. Lô này dảo ghiên chuẩn luôn, nhìn cao 1,6 m. Chi cành là khỏi chê luôn. Mã số 9 xin giao lưu 2 triệu. Quý cô chú anh chị xem ưng ý cây nào liên hệ với em ạ. Số điện thoại của em là 0907 277 974. Rồi phép đổi cây luôn ha. Không anh thấy cây nào cũng ưng ý quý cô chú anh chị bạn. Đều tàn đều. Chi cành nó cũng đều luôn. Cây nó rất là sung. Tàn kính. Cây này cây số 10 ha. Lá xanh mướt. Chi cành cái nào cũng thấp, dạng xương đều luôn, một cốt ha, tất cả đều một cốt ha, đang thông. Chi cành thấp chủng luôn, sắc gẹt nè. Hoành 19, lá ngang 1,5 m, cao 1,7 m. Mã số 10 em giao lưu 2 triệu. Rồi cây số 10 giao lưu 2 triệu. Tàn rất là đẹp quý cô chú anh chị bạn. Rồi mình thêm đổi cây luôn. Số 11. Cái này cây số 1 với tàn cũng đều kính mít luôn ha. Cần do. Đặc biệt là chi lô này chi cành rất là đều. Tàn cũng kính ấm luôn, đều luôn. Đây rất là sung. Nha, yeah, xương thấy mê ha.
kiểu gan chứ. Độ đặc biệt chi cành rất là thấp. Hoành 20. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 11 em giao lưu 2 triệu ạ. Em bao ship cho mình 300 km ạ. Còn ở xa mình thương lượng với cô chú anh chị. Ở lúc này phí nó hơi cao á. Cô chú anh chị thương tình ủng hộ thì liên hệ với số Zalo của em nhé. Rồi, phép nữa cây luôn. Tầm giá hết nha quý cô chú anh chị bạn. Số 12. Cái số 12. Cây này dáng tàn thông cao. Chỉ cần nó nhìn đời xa rất là điệu. Tàn nó cũng ấm, cũng kín ha. Tàn nó cũng điệu luôn ha. Hoành 17. Ngang 1,5 m. Cao 1,7 m. Số 12 cũng vô lưu 2 triệu. Nay đồng giá 2 triệu không có chứ anh chị. Lâu này đồng giá 2 triệu một cây. Bao ship 300 km. Tạc điều. Một gốc chỉ cần điều. Rồi phép đó cây luôn. Đổi cây số 13. Tiếp theo vào số 13. Cây này tàn cũng ấm, cũng kín đều ha. Cây này hoành hay to to chứ ghê chiếu. Chỉ cành quá đều luôn, thấp chủng mà đều ha. Ồ, ồ. To lực luôn. Hoành 21. Một xương đều. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 13 muốn vô lưu 2 triệu. Tàn đều, chỉ cành thấp đều gan ha. Tàn kính. Rồi cái đó cái luôn. Tiếp theo qua cái số 14. Số 14 ạ. Lâu này mình thấy cây nào cũng đều hết ha. Tàn đều, cốt, chỉ cành đều, kẹo luôn. Tàn kính ấm. Đó ha. Đặc biệt là chỉ cần nó đều cho cô chú anh chị mình mua những cái này dùm chồng mới đã ra bông nó đều tròn đều hết. Bông em bao từ 7 đến 12 cánh. Cây rất là sung bất lực ha. Bông chùm thơm. Hoành 20. Ngang 1,5 m. Lá nè. Cao 1,7 m. Số 14 mình cũng giao lưu 2 triệu. Một cốt chỉ cần đều nhiều. Tàn tàn thông. Đó, phép đỡ cây luôn. Cây 15. Đó, cây số 15. Cây này cũng chỉ cành cũng điệu nè. Khá. Hoành 20. Dạ, hoành 20 không có chứ. Bán ngang 1,4 m. Cao 1,6 m. Mã số 15 em giao lưu 2 triệu. Tàn điệu ha. Rồi, cho luôn 2 triệu luôn. Cây số 15. Giờ gọi phép ở cây luôn. Tiếp tục qua cây số 16. Số 16. Tàn thông. Một cốt chỉ cành cũng khá đều. Gia tàn đều ha. Ấm tàn. Dạo ghiên. Mỗi cây thì đồng giá hết nha, 2 triệu một cây. Hoành 18. Ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 16 em giao lưu 2 triệu.
2 triệu cây số 16 luôn. Bao ship 300 km. Rồi phép đổi cây luôn. Tiếp tục qua cây số 17. Đổi số 17. Tàn tròn kính nè. Cây chỉ cần là lô này không? Cái nào đấy là thấp đều hết chứ. Nói không? Chỉ cần đều. Quá để kẹo luôn, chỉ cần quá kẹo hay cô chú anh chị. Hoành 21. Hoành 21. Tán ngang 1,5 m. Cao 1,5 m. Mã số 17 em giao lưu 2 triệu. Quá trời vàng xương đẹp ha. Tàn kính. Rồi đồng giá luôn 2 triệu một cây. Rồi là số 18. Rồi cây số 18. Tàn thông. Cũng một gốc nữa. Chỉ cành cũng đều luôn. Cây ra xanh mướt luôn ha. Cây này để nở. Quanh 18. Tán ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. Số 18 em giao lưu 2 triệu. Em bao 300 km. Ở xa thì mình thương lượng hết với cô chú anh chị. Dạ đẹp ha. Cây sung ha. Rồi em đã cây luôn. Rồi đổi số 19. Tiếp theo qua cây số 19. Tàn cũng kính đều. Cây xanh mướt luôn ha. Lá xanh mướt luôn. Tàn đều. Chỉ cần một cốt. Chỉ cần đều nhiều luôn. Hoành 18. Ngang 1,4 m. Cao 1,6 m. Số 19 em giao lưu 2 triệu. Quý cô chú anh chị coi clip con ý cây nào liên hệ với em ạ. Số điện thoại của em 0907 277 974. Cũng là số giao lưu. Cây xanh mướt luôn ha. Tàn kính đều hết rồi. Vậy rồi em đỡ cây luôn. Rồi tiếp tục qua cây số 20. Vàng xương đều ha. Chăm sóc rất là kỹ, rất là đẹp. Tàn kính ấm ha. Một cốt hết ha. Mình cây xanh mướt. Ồ, chiếc cành đó. Lực dữ lắm luôn. Không biết đo là sao luôn. Không biết đo là sao luôn. Rồi, đại trên trên đi. Chắc hoành cũng khoảng mấy, 20, 22. Hoành 19. Đúng rồi, nó khoảng đó. Nó ngang 1,5 m. Cao 1,6 m. 20 em cũng giao lưu 2 triệu đồng. Tàn to ha. Rồi, phép đỡ cây luôn. Cái pho cây số 21. Số 21. Tàn bự ha, đều ha. Chỉ cần đều. Cái này tán to hơn cái kia chút xíu. Chỉ cần nó cũng thấp ha. Hoành 17. Thương đều. Tán ngang 1,7 m. Cao 1,7 m. Mã số 21 em cũng giao lưu 2 triệu. Số điện thoại Zalo lên luôn Hậu ơi. Số điện thoại Zalo. Số điện thoại Zalo của em là 0907 277 974. Cũng là số Zalo luôn. Quý cô chú anh chị xem ưng ý cây nào thì liên hệ với em. Tất cả đều bao ship là 300 km. Em bao ship 300 km. Còn ở xa thì mình thương lượng với quý cô chú anh chị. Tại lúc này tiền ship nó hơi cao á.
Rồi. Đổi cây luôn. Dạ, cây giao lưu cây cuối là cũng là cây cuối của clip luôn ha quý cô chú anh chị, mã số 22. Cũng là cây cuối clip luôn. Chị cành là cũng đều luôn ha. Tàn thông. Tàn cũng đều. Cây này quạnh hay to ha. Quạnh to mấy cái kia. Mọi người nói quạnh 23. Cây quạnh 23. 8.000m6. Cao 1m9. Cây của clip số 22 em cũng giao lưu 2 triệu. Rồi, đồng bông giá thì luôn từ 7 đến 12 à, bông chùm á, bông đẹp. 2 triệu một cây. Bao ship luôn ha. Có chú anh chị mà hết clip thì có thường lượng có giá ưu đãi ha. Rồi mình chào hết luôn. Rồi dạ, anh xin chào quý cô chú anh chị à, coi clip ưng ý ủng hộ em ạ. Rồi chào hậu luôn. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn luôn nha.